U20 Việt Nam liên tiếp nhận tin vui sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch châu Á. Sau chiến thắng trước nhà đương kim vô địch U20 châu Á Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vui ra mặt khi đội tuyển U20 Việt Nam liên tiếp nhận được những tin vui với những bổ sung quan trọng. Ngày 18 tháng 2, đội tuyển U20 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên tại Ả Rập Xê Út khép lại bằng chiến thắng 2, một trước nhà đương kim vô địch U20 châu Á với các pha lập công của Nguyễn Quốc Việt và Khuất Văn Khang. Sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất hài lòng vì dù đang đặt nặng thử nghiệm, nhưng các vị trí đều chơi rất tốt, nhất là khả năng phòng ngự và bọc lót kín kẻ đã giúp đội U20 Việt Nam hạn chế rất nhiều ý đồ lên bóng của đội chủ nhà. Thêm vào đó, đội trưởng Khuất Văn Khang dù tập trung muộn nhưng vẫn hòa nhập rất nhanh, gần như không có độ trễ, với phần còn lại, lập tức thể hiện được dấu ấn của mình. Ông Tuấn càng vui khi sáng ngày 19 tháng 2 đã đón dàn tinh binh bổ sung từ v gồm 5 cái tên Hồ Văn Cường, Trần Nam Hải và Đinh Xuân Tiến, Sông Lâm Nghệ An, Nguyễn Phi Hoàng, Câu lạc bộ Đà Nẵng và Bùi Vĩ Hào, Câu lạc bộ Bình Dương. Số cầu thủ này đã không thể góp mặt trong giai đoạn đầu U-20 Việt Nam tập trung tập luyện do vướng lịch thi đấu V-League 2023 tại câu lạc bộ chủ quản. Mặc dù lên hội quân muộn nhưng các cầu thủ vẫn nhận được sự đánh giá cao của BHL về chuyên môn cũng như khả năng hòa nhập nhờ kinh nghiệm thi đấu rất quý giá tại sân chơi chuyên nghiệp trong nước. Cũng trong sáng nay, đội tuyển U20 Việt Nam đáp chuyến bay từ Ả Rập Xê Út sang UAE để tiếp tục chương trình tập huấn trước thềm Cúp U20 Châu Á 2023. Ở trận giao hữu với Dubai City Fan Club ngày 23 tháng 2 tới, BHL sẽ tiếp tục đánh giá rà soát lực lượng đặc biệt là đối với nhóm cầu thủ mới lên hội quân. Từ đó huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa ra quyết định về danh sách chính thức của U20 Việt Nam tham dự Cúp U20 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan từ 1/18.3 tới. Theo kết quả bốc thăm, đội U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Úc, Qatar và Iran. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.